Dạ Thái, mến chào quý bà cô chú đang xem trên kênh của Sức Sống Mới nha. Đó, hiện nay là Thái đang có mặt tại cầu Bình Phước để mà cập nhật cho quý cô chú anh chị mình về cái câu chuyện của hai cha con ôm nhau lao mình xuống dòng sông. Thì hiện nay là có rất nhiều cô chú anh chị, ông bà xem trên kênh đến đây để mà cùng theo dõi cái câu chuyện này đó quý bà cô chú. Đây cũng có một cái người cô nè. Con chào cô nha. Dạ. Con xin con không á. Dạ. Con xin chú Hồng Mạnh. Dạ, con là Sức Sống Mới. Đó. Coi Hồng Mạnh nữa. Dạ, Hồng Mạnh này mới like xong rồi qua bên kia uống cà phê rồi. Thì cô theo dõi hổng hồng hồi qua nay đó, thì cô có cái cảm nhận gì về cái câu chuyện này cô? Sao coi hoài mà không thấy vết được, thấy tội quá. Dạ. Thì trong cái câu chuyện này cô có tìm hiểu cái nguyên nhân câu chuyện này không? Không, không biết làm sao. Tội quá. Là hôm nay là cô đến đây để mà theo dõi ha. Tôi coi phim chú Hồng Mạnh nhiều lắm. Dạ. Nhiều khi coi sáng đêm không ngủ luôn. Mấy đứa còn ở Lào quá, nói trời ơi quá thích, nó coi biết vậy. Trời ơi, con phim đủ thứ, tàu Sài Gòn, cứ đâu cũng coi hết á. Dạ. Coi mấy chú quay á. Dạ. Có nghĩa là cô theo dõi tất cả những cái vụ việc luôn ha. Ờ. Nhà cô ở gần đây không? Gần, qua đầu cầu. Đó, hiện nay cô là một trong những cái người là luôn theo dõi. Cô là một trong những người luôn theo dõi. Tôi làm công chuyện rồi là tôi coi phim ghét thôi á. Dạ. Hay là cô đốt cái con nhỏ mà 8 tuổi ở ấy cũng coi hết luôn, coi tới tập mười mấy luôn. À, sớm giờ có rất là nhiều những ông bà cô chú đến đây để mà theo dõi cái buổi tìm kiếm của chú Tám á. Thì đến hiện nay, đến cái thời điểm hiện tại là vẫn chưa tìm được. Tôi coi là chú Hùng Mạnh nhiều nhất. Dạ. Cô có coi kênh của Thông Đặng TV không cô? Có, coi luôn rồi bộ á. Tôi tối ngày có làm gì chứ giờ già rồi chứ mắc coi biết rồi. Cô vô coi cái kênh Thông Đặng TV đi, thằng đó nói chuyện nghe thú vị lắm á. Ừ, tôi thấy chú nữa nè. Hả? Nè cô qua đốt nhang đi cô. Nè, cô bên đây nè. Bên đây nè cô. Nè cô nhiều khi cô có duyên thì sao? Có duyên cái cho chú Tám tìm được. Cô mới đi xuống mặt đầu nè. Không, cái đó là tùy duyên đó cô. Nhiều khi cô đến cô theo dõi tìm kiếm nhiều khi cái tìm được á. Bên đây nè cô. Nhà cô ở đâu nè? Qua đầu cầu. Bên kia cầu hả cô? Bên kia cầu. Chứ ăn no rồi, giờ chứ dạ rồi làm gì? Dạ. Lái đi hàng ghế mà đem qua mà quay phim nữa nó đó không cũng có được hay không. Chứ còn đủ mua cho cái điện thoại á, tối ngày luôn bắt lên trong coi viết. Thấy thương cô quá trời luôn á, cô theo dõi rồi cô qua tới bên đây cô xem luôn. À, chưa thấy chú vậy nè mà đi bộ đây mà đi tuốt trong cái miễu luôn. Dạ. À, cảnh tê cô ơi, thấy không? À, còn cái sau thấy cái lục bình đó dừng lại cái ông thân quần lội luôn, nó từ thấy tội ghê ông lội dưới giờ luôn. Rồi cảm ơn cô rất là nhiều nha. Cảm ơn cô nhiều nha con. Đó, hiện nay thì cũng có rất là nhiều cô ông bà cô chú quý bà cô bác đến đây để mà cùng cái theo dõi, để cùng theo dõi những cái câu chuyện này quý bà cô chú. Đó, hiện nay là đến đây để mà cùng với chú Tám á. Đến đây là cùng với chú Tám đó. Đó, bây giờ là cô xuống để mà đốt cho bé một cây nhang, hai cho con một cây nhang này quý bà cô chị. Đâu có biết tên tuổi nó đâu, nó tên con gì bé cô cứ nói kêu bé Yến thôi, bé Yến đi bé Yến 8 tuổi. Yến 8 tuổi con. Có anh em nào có quẹt đâu cô mượn em nè. Đó,
hiện nay là cô đến đây để đốt cho cái, cho hai cha con ra nhang lên Yến, Yến, Yến. Yến và Quân. Yến đang tổ chức thăm hả? Con lên Quân ta đi cho thăm cúng đi con ơi. Cho người ta thấy con là nhớ đi đặng lên là ấm cúng để cái thăm lạnh lẽo lắm. Có cây nhang chưa cháy cho bà già chồng. Cháy rồi. Lên bờ, hai cha con lên bờ cho người ta thấy, lên bờ dớ cây cho ấm cúng để dạ. Dưới lạnh lẽo lắm. Dạ. Còn bên kia còn bàn thờ đất đai chủ đất này cho dựng lên đi tận trên này cho ấm cúng dưới lạnh lẽo lắm. Rất là quý luôn á. Rồi bây giờ là cô chuẩn bị về để quý ông bà chú. Rồi con cảm ơn cô nghe, con cảm ơn cô cũng đã có lòng với hai cha con. Đó, con cũng chúc cho cô được nhiều sức khỏe. Tôi thấy là anh như giống chú lắm nè. Dạ. Cảm ơn cô. Đi lại tốt cái miếu luôn. Dạ nó đó. Thấy không? Rồi sang bừng lên. Dạ. Dạ nó. Dạ ông sang bừng lắm cô, mà cô thấy lý tầm có sang bừng là ông đó. Nó nói trời làm cái này cũng cực khổ quá. Dạ. Thấy gì đâu mà cái lục bình đậu lại cái thôi. Cái sang bừng lên lội sình đất nước cạn rồi chưa. Trời tôi tối ngày tôi còn với con được làm quá. Trời ơi, má coi đi. Rồi cảm ơn cô nha, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Đó cô chú anh chị thì hiện nay cũng có những ông bà cô chú đến đây cũng như là thắp cho hai cha con một nén hương để mà cầu mong là cho hai cha con sớm được tìm gặp với bà cô chú. Đó. Thì không riêng vì cái cô đó đâu, còn rất là nhiều những ông bà cô chú ở đây để mà đang chờ tin của chú Tám để mà xem như thế nào. Mỗi lần mà chú Tám vô đây á thì mọi người đều nôn nóng mà xem mà chú Tám ơi, chú Tám ơi là tìm được chưa, tìm được chưa. Thì đây cũng như là một cái niềm khích lệ cho chú Tám để mà cố gắng tìm kiếm được bé với lại cha của bé. Hiện nay thì nước nó đang dâng lên nè, nước nó đang chảy dâng lên với bà cô chú, chảy rất là xiết luôn ha. Nước hiện nay là nó chảy rất là xiết luôn á. Thì tầm khoảng hơn một tiếng nữa thì nước nó sẽ lên dâng lên lúc ở trên đây luôn nè. Đó, nước nó dâng lên lúc ở trên đây nè. Đó, giờ này thì sông nước mênh mông quý bà cô chú, thì cũng có rất là nhiều những bà con ở đây để mà ngồi đây để mà uống nước rồi trông chờ những cái tin tức liên quan về bé và cha của bé. Thật sự đây là một cái câu chuyện đã làm chấn động cả nước rồi quý bà cô chú. Đó, có rất là nhiều những người ở xa đến đây cũng như là quan tâm tới cái câu chuyện của hai cha con. Thì nếu mà đêm nay mà tìm không có nữa thì chắc chắn là ngày mai. Ngày mai thì đúng 3 ngày rồi, thì ngày mai là chắc chắn là sẽ tìm thấy quý bà cô chú ơi. Nói thì cô mới cúng nè quý bà cô chú. Cô mới cúng thì nhang nó vẫn còn nha, nhang nó vẫn còn cháy nè. Đó. Thì ở bên đây thì có một cái bàn, còn bên kia cũng có một cái bàn nữa quý bà cô chú. Bên kia có một cái bàn nữa để mà đốt cho hai cha con đỡ lạnh đó. Thì bây giờ là tiếp tục chờ đợi thôi. Đó, bây giờ là tiếp tục chờ đợi cái kết quả của chú Tám với bà cô chú. Vẫn tiếp tục chờ đợi ha. Vẫn chờ đợi kết quả của chú Tám với lại chú Ba Chúc.
nè, cô chú thấy không, nước nè chảy xiết lắm luôn á đó. Đó, nước chảy rất là nhanh nha, đứng ở đây là chảy rất là nhanh, cái tốc độ khoảng 20 km/h chảy rất là xiết luôn đó. Nó có dòng nước nè cô chú anh chị thấy không, chảy rất là xiết luôn á, chảy xiết lắm với cô chú anh chị. Hồi chiều em thấy bà con đến đây rất là đông luôn á. Cái câu chuyện này thật sự mà nói là hiện nay là nó đã lan tỏa rất là nhiều về cái câu chuyện này luôn á anh Kiệt. Đó thì hiện nay là bà con đến đây rất là đông luôn á, là để mà theo dõi là cái cuộc tìm kiếm của chú Tám như thế nào, cái kết quả như thế nào. Quan trọng là cái đứa bé Yến á, là bé rất là vô tội luôn, nhưng mà vì cái người cha cùng ôm á, thì bây giờ là bé rất là lạnh lẽo ở dưới sông luôn. Hồi nãy thì có một cái người cô đó cũng đến đây cũng gian giái rồi đốt nhang để mà mong cho hai cha con được đỡ lạnh lẽo, cũng mong là sớm tìm được hai cha con á. Thì hiện nay thì rất là đông bà con ở đây để mà chia sẻ. Thì cái câu chuyện này nó cũng như nó ná như cái câu chuyện của bé Ngọc vậy đó. Đó thì rất là đau thương, rất là đau lòng cho bé Yến này. Một cô mới đến Thất Hương á, chỉ là người dân thôi, mà không biết là mẹ của bé Yến có bắt được thông tin này chưa, có nhìn thấy chưa, mà sao đến ngày hôm nay vẫn chưa có thấy đến ha. Nếu mà theo em nghĩ là có thể là mẹ của bé Yến này là đã xem được những cái video của mấy anh em rồi. Tại vì á, rất là nhiều kênh chứ không phải là một hai kênh đâu, rất là nhiều kênh nó chia sẻ, bây giờ là lan tỏa ra cả nước rồi, có thể là ngoài nước luôn nữa. Đúng rồi. Chứ không phải là ở riêng gì ở nơi này đâu. Chắc hẳn là mẹ của bé Yến đã xem được những cái video của mấy anh em, nhưng mà không biết nguyên nhân gì mà vẫn chưa có liên lạc được với mấy anh em. Nó thì chưa có đến đây luôn. Đúng rồi, chưa có đến đây. Thì biết đâu là khi mà cái người mẹ đó về đây rồi gian giái như thế nào đó, thì sẽ như là cái sự tâm linh đó thì sẽ cho thấy, và chú Tám sẽ mang về và sau đó mình lo hậu sự. Còn cái phần sau nữa thì mình cứ để cho gia đình tự giải quyết với nhau ha. Nó cái vấn đề này nó cũng đơn giản mà, đâu có gì đâu. Với lại cái người con trai lớn thì cũng nói là cũng mong muốn là mẹ về để mà lo cho cha và em đó, thì con cũng không có buồn gì mẹ nhiều đâu, thì cứ mẹ cứ về đi. Thật sự mà nghe cái đứa con trai lớn của anh Hân nói thì rất là xúc động với bà cô chú. Tại vì cái ngày hôm đó là anh Hân ngủ luôn, đứa con trai lớn là luôn đi theo. Đúng rồi. Nhưng mà đứa con trai lớn nói là con mất thi, là con không có đi theo cha được. Vì cái vấn đề đó nên là bé đã may mắn là không có xảy ra cái sự việc này. Đó, chỉ có bé Út thôi, bé Yến á, là đi theo cha thôi mới xảy ra sự việc thôi. Nếu mà ngày hôm đó mà cái bé 11 tuổi bé trai á mà đi theo nữa thì chắc hẳn là có thể là sẽ là một cái con số nó sẽ hơn là số 3 chứ không phải là số 2. Đó. Lúc chiều bà nội chia sẻ như vậy ha. Đúng rồi. Chính bé luôn, chính bé chia sẻ. Chính bé nói luôn hả? Đúng rồi, chính miệng bé chia sẻ luôn. Là tức là ngày hôm đó là cha rủ hai anh em đi. Ừ, đúng rồi, cha rủ hai anh em. Ba cha con luôn. Ba cha con đi tìm mẹ. Bé là nó bận thi. Đúng rồi, học lớp 6 mà bận thi. Nghe rất là đau lòng với cô chú anh chị. Thật sự là câu chuyện này rất là đau lòng. Thôi bây giờ thì Thái cũng xin được khép lại cái video này ha. Rồi chút xíu nữa chú Tám vào thì Thái sẽ cập nhật tiếp tục cho quý cô chú anh chị mình xem. Cô chú anh chị nào mà chưa theo dõi đăng ký kênh thì hãy ủng hộ cho Thái bằng một nút đăng ký kênh, một nút like, một nút chia sẻ cho quý cô chú anh chị. Và Thái mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở video sau ạ. Bye bye tất cả mọi người nha.